Mẹ 105 tuổi bật khóc gặp lại con 84 tuổi, sau 3 tháng giãn cách, nhớ con mà không biết con đang ở đâu. Đoạn clip được gắn kèm với dòng trạng thái, mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con hơn 80 tuổi. Được biết, hai mẹ con không ở cùng nhau nên thời gian qua phải xa cách vì ảnh hưởng của dịch. Người mẹ dù nhớ con khôn nguôi nhưng chẳng biết nên làm thế nào. Sau 3 tháng giãn cách, cuối cùng con gái cũng có thể đến thăm mẹ già. Khi gặp con, người mẹ không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Con gái liền nằm xuống ôm lấy mẹ mà thủ thỉ, trò chuyện. Mẹ đã 105 tuổi, trí nhớ có thể kém nhưng tình thương dành cho con chưa bao giờ giảm bớt. Cụ bà vừa hôn lên mặt vừa nói, trời ơi tội nghiệp biết bao nhiêu, má nhớ con, thật tội nghiệp. Má nhớ con thật mà không biết con ở đâu. Sau khi trò chuyện, tâm tình được một lúc, cũng đến lúc con gái phải về. Bà dặn dò mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn uống, dáng khỏe mạnh. Nghe con bảo về, cụ bà không khỏi hụt hẫng nhưng chẳng còn cách nào khác, cũng rưng rưng dặn dò, con về quê dáng khỏe nha, má thương con chứ hổng thương sao được. Đoạn video ngắn của hai cụ bà khiến nhiều người nghẹn ngào, nhớ tới bậc sinh thành. Trong mắt bố mẹ, con mãi là đứa trẻ nhỏ cần được chăm sóc, bảo vệ đến hết cuộc đời này.